Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có các doanh nghiệp và cả giới doanh nhân. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lan động trên toàn quốc, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã cùng đồng hành tài trợ các chương trình ý nghĩa nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh này. Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã ủng hộ 10.000 bộ kích phát hiện virus corona. Theo Chủ tịch hội, ông Đặng Hồng Anh đã kêu gọi các doanh nhân trong hội ủng hộ trích quỹ 1 tỷ đồng, tổng cộng được đủ kinh phí sản xuất 10.000 bộ kit phát hiện virus SARS-CoV-2. Trong khi đó thì công ty Honda Việt Nam cũng đã ủng hộ các thiết bị y tế bao gồm nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt hồng ngoại, tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng. Đầu tháng 3 năm 2020, tập đoàn VinGroup, đầu mối đang sở hữu khoảng 79 trung tâm thương mại tại 43 tỉnh thành trên cả nước, đã công bố dành 300 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tác thuê mặt bằng trung tâm thương mại trên toàn hệ thống trước những khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Chương trình hỗ trợ được VinGroup áp dụng cho các đối tác ở tất cả các ngành hàng đang kinh doanh tại 79 trung tâm thương mại trên toàn quốc có hợp đồng thuê giá cố định đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.